Thưa quý vị, vào sáng ngày 27 tháng 9, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Cuba, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến chào Đại tướng Raúl Castro, lãnh tụ cách mạng Cuba. Cùng dự cuộc tiếp, về phía Cuba có đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Raúl Castro. Thông báo với đồng chí Raúl Castro các nội dung chính trong hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez và các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lasso Hernández và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Hai bên nhất trí về các phương hướng hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực. Theo đó, quan hệ đảng giữ vai trò nền tảng chính trị, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư được quan tâm thúc đẩy, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực sản xuất gạo và năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự ủng hộ của Tổng tư lệnh Fidel Castro đối với Việt Nam đã trở thành biểu tượng của thời đại và di sản quý báu của quan hệ Việt Nam-Cuba. Cảm ơn những quan tâm, tình cảm và đóng góp quan trọng của Đại tướng Raúl Castro đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Cuba. Đại tướng Raúl Castro hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ vui mừng về thành công tốt đẹp của chuyến thăm. Đại tướng nhắc lại những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc trong các chuyến thăm Việt Nam và với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam các thế hệ. Bày tỏ ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam anh hùng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tin tưởng với tinh thần đó và đường lối đúng đắn, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại tướng Raúl Castro đánh giá cao những kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hoan nghênh việc Cuba có thể tham khảo những kinh nghiệm này trong quá trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội ở Cuba. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Đại tướng Raúl Castro thăm lại Việt Nam. Đồng chí Raúl Castro vui vẻ nhận lời và gửi lời chào thăm hỏi thân thiết đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, bày tỏ mong muốn sang thăm Việt Nam khi có điều kiện. Sau đó, vào lúc 13 giờ chiều ngày 27 tháng 9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời thủ đô La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024 đã khai mạc sáng nay tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phiên họp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp tổ chức với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và các cơ quan của Quốc hội. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, đoàn đại biểu đã tới dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan tòa nhà Quốc hội. Tiếp đó, 306 đại biểu trẻ em tiêu biểu đại diện cho hơn 15 triệu thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc đã tham gia thảo luận tổ về những vấn đề xoay quanh phòng chống bạo lực học đường và tác hại của thuốc lá chất kích thích trong môi trường học đường. Đây là cơ hội để các em trình bày ý kiến, góp phần giúp các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp lắng nghe và giải quyết những vấn đề mà các em đang quan tâm. Sáng nay, Trung ương Hội Người Cao Tuổi phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi năm 2024 với chủ đề Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tới dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh người cao tuổi luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, góp phần lan tỏa chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò, kinh nghiệm của mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tích cực giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa. Nhiều người cao tuổi là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, đóng góp kiến thức kinh nghiệm xây dựng quê hương giàu đẹp. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kêu gọi các cấp ngành chung tay thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, tham mưu, đề xuất các chế độ chính sách cho những người cao tuổi khuyết tật, có điều kiện khó khăn. Thời gian tới, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch chương trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc thực hiện hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi. Tại lễ phát động, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã trao quà cho 12 đại biểu đại diện cho hơn 300 người
cao tuổi tròn 100 tuổi, 12 đại biểu đại diện cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở Hải Dương, cũng như vinh danh những tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia hoạt động chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội long trọng vừa tổ chức lễ khánh thành công trình trụ sở Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cùng các đại diện sở, ban, ngành thuộc thành phố. Được xây dựng trên diện tích đất hơn 21.000 m² với tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng. Công trình trụ sở làm việc Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của quận Cầu Giấy. Các cơ quan của khối đảng, đoàn thể, chính quyền, các đơn vị, phòng ban chuyên môn của quận được bố trí làm việc tập trung tại trụ sở mới, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao cải cách hành chính để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của quận và tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân tới làm việc, giao dịch hành chính. Trụ sở làm việc mới là một dấu mốc quan trọng đánh dấu quá trình phát triển lớn mạnh của quận Cầu Giấy trong suốt 27 năm thành lập và phát triển, đồng thời sẽ là điểm nhấn mới cho quá trình xây dựng thành công chính quyền đô thị, thành phố thông minh trên địa bàn. Đặc biệt, công trình được thành phố đánh giá là một trong 12 công trình tiêu biểu được gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Sáng nay thực hiện chương trình hợp tác kết nghĩa giữa ba cơ quan báo đảng gồm Hà Nội Mới, Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Giải Phóng, báo Hà Nội Mới đăng cai tổ chức diễn đàn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại thủ đô Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự của gần 20 cơ quan báo đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước và báo chí thủ đô Hà Nội. Đây là dịp để các báo trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Qua diễn đàn, các cơ quan báo đảng địa phương đã cùng trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị mà các cơ quan báo đảng địa phương được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy hoan nghênh ba báo đã thảo luận, trao đổi đúng vào thời điểm các tổ chức đảng trong cả nước đang khẩn trương triển khai chỉ thị số 35 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Góp thêm ý kiến với diễn đàn, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng để cùng trao đổi, đi đến những nhận thức chung có giá trị. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Chi hội Nhiếp ảnh Báo chí, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Hà Nội trong tôi, với mong muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp của Hà Nội qua những năm tháng mang đậm dấu ấn của thời gian. Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi tập hợp 70 bức ảnh màu và đen trắng của 18 nghệ sĩ, nhà báo chụp từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nhiều bức ảnh chưa từng được công bố, trong đó có nhiều nghệ sĩ, nhà báo được công chúng biết đến như Trịnh Hải, Hoàng Kim Đáng, Trần Hồng, Hoàng Như Thính, Khắc Hường, Phạm Công Thắng, Trần Hải, Đăng Khoa, sinh ra tại nhiều vùng miền của đất nước nhưng chọn Hà Nội làm nơi sinh sống, công tác. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo thuộc Chi hội Nhiếp ảnh Báo chí đã thể hiện được tình cảm của mình với thủ đô qua bộ ảnh triển lãm Hà Nội trong tôi. Bám sát dòng chảy của lịch sử, các tác giả đã ghi lại những sự kiện của Hà Nội trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, từ thời kỳ bao cấp tới đổi mới, tới hội nhập quốc tế, hướng tới thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, tiêu biểu của cả nước. Bộ ảnh là những tác phẩm ảnh báo chí chọn lọc với tính chân thật và hơi thở của cuộc sống. Hà Nội trong tôi là tấm lòng của những người nghệ sĩ, nhà báo đang sống ở Hà Nội, chụp ảnh về Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm vừa qua. Bộ ảnh là lời tri ân để bày tỏ tình yêu Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản thủ đô. Thưa quý vị, trải qua nhiều năm tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Em vẽ ước mơ của em do báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp với công ty bảo hiểm Ca Thay Việt Nam tổ chức đã trở thành sân chơi nghệ thuật đầy hấp dẫn dành cho thiếu nhi trên toàn quốc. Qua mỗi năm, cuộc thi đã góp phần phát hiện, ươm mầm nhiều tài năng hội họa nhí cho đất nước.
Năm nay là năm thứ 16 cuộc thi Em vẽ ước mơ của em được tổ chức, thu hút sự tham gia của hàng ngàn em nhỏ trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi. Mỗi cây cọ nhí được tự do thỏa sức sáng tạo trong thế giới sắc màu để vẽ nên những ước mơ bình dị về muôn mặt cuộc sống, đặc biệt hướng về một thế giới hòa bình, hạnh phúc, yêu thương. Ban tổ chức đã trao tặng hơn 46.000 bộ chì màu và giấy vẽ miễn phí cho các cây cọ nhí tham gia cuộc thi ở khắp các tỉnh thành. Ngoài việc phát triển, bồi dưỡng các tài năng hội họa nhí, cuộc thi cũng khơi gợi cho các thế hệ chủ nhân tương lai biết sống ước mơ và có hoài bão, để từ đó nỗ lực phấn đấu không ngừng, cống hiến cho Tổ quốc và đất nước. Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2024. Dự kiến lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Sáng nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2024. Đây là đợt có số lượng sinh viên tốt nghiệp lớn nhất từ trước cho tới nay do hai khóa 64 và khóa 65 đồng thời tốt nghiệp. Trong đó, các sinh viên khóa 64 là khóa cuối cùng đào tạo kỹ sư trình độ đại học. Từ khóa 65 trở đi, các trường đại học thực hiện theo luật giáo dục mới nên hệ đại học chỉ đào tạo trình độ cử nhân. Trong số hơn 4.300 sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy, có 443 sinh viên tốt nghiệp xếp loại xuất sắc, 1.362 sinh viên xếp loại giỏi. Điểm đặc biệt là có 19 sinh viên quốc tế, là khóa có số lượng sinh viên quốc tế tốt nghiệp lớn nhất từ trước cho tới nay. Như vậy, cùng với khóa tốt nghiệp này, đến nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, đã đào tạo được hơn 200.000 kỹ sư, cử nhân và hơn 20.000 thạc sĩ, tiến sĩ, phục vụ hầu hết các ngành, lĩnh vực, kinh tế, xã hội của đất nước. Rất nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên Bách khoa đã trở thành các nhà lãnh đạo của đất nước, các chuyên gia, các nhà khoa học danh tiếng, các thế hệ lãnh đạo của các công ty, tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Hai bên đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương, quốc tế và khu vực, đồng thời nhất trí phát triển quan hệ song phương ổn định, lành mạnh và bền vững. Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Vương Nghị đánh giá, dưới sự dẫn dắt chiến lược của nguyên thủ quốc gia hai nước, quan hệ Trung-Mỹ đã có những tiến triển và đáng trân trọng. Quan hệ hai nước ổn định phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và mong đợi của cộng đồng quốc tế. Đà phát triển này có kéo dài hay không phụ thuộc vào sự nỗ lực của cả hai bên. Bộ trưởng Vương Nghị cũng khẳng định quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine là kiên trì đàm phán hòa bình, thúc đẩy giải pháp chính trị, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng đổ lỗi, lạm dụng các biện pháp trừng phạt, ngừng tạo sự đối lập và khuyến khích đối đầu nhóm. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đánh giá kết quả của cuộc gặp là thẳng thắn, thực chất, nhất trí cần tìm kiếm con đường chung sống hòa bình lâu dài, tiếp tục thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được, thực hiện hợp tác, đối thoại, giải quyết thỏa đáng bất đồng, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững quan hệ song phương. Hai bên cũng nhất trí duy trì kết nối trong các vấn đề điểm nóng quốc tế, tổ chức vòng đối thoại mới về các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương vào thời điểm thích hợp. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tập kích Iran nếu bị tấn công trước, khẳng định Tel Aviv đủ khả năng nhắm vào toàn bộ lãnh thổ của đối phương. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh phải loại trừ phong trào Hồi giáo Hamas khỏi nỗ lực tái thiết tại Dải Gaza. Liên quan đến căng thẳng với phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, nhà lãnh đạo Israel khẳng định Israel sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống lại lực lượng này cho đến khi đạt được các mục tiêu. Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cũng chỉ trích Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah, là nguyên nhân gây ra xung đột hiện nay giữa Israel và nhóm vũ trang Liban. Ông Netanyahu kêu gọi có hành động cứng rắn hơn với chương trình hạt nhân của Iran, trong đó áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, vốn được dỡ bỏ sau khi Tehran đạt thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc vào năm 2015. Phát biểu trên được đưa ra vào thời điểm quân đội Israel IDF tuyên bố đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Các cuộc tấn công xảy ra giữa những lo ngại rằng có thể bùng phát một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc không tham gia phiên họp. Giới chức Iran cũng chưa bình luận về bài phát biểu trên.